Thượng Dương xin chào các bạn. Thượng Dương đang đứng Trung Hòa, huyện Cư Quyên. Hôm nay Thượng Dương xin giới thiệu các bạn cùng với Thượng Dương tham quan và trải nghiệm các ngôi nhà này nhé. Chuẩn bị đi vào cổng. Thượng Dương mời anh chị và các bạn cùng tham quan trải nghiệm ngôi nhà này. Đây là cái cổng nhà, bước vào anh chị nhé. Đây là cái sân đằng trước. Diện tích tổng cái ngôi nhà này là bề ngang 8m, dài 52m và phía sau có thêm nó hậu là 120m² nữa anh chị. Thượng Dương mời anh chị vào ngôi nhà xem nhé. Thượng Dương mời anh chị và các bạn vào bên trong ngôi nhà. Ngôi nhà này được chủ là mua có nguyên một cái khối, nguyên một cái khúc gỗ nhà hồi xưa của hồi xưa đó anh chị nè. Thì cái gỗ này là bên trong là gỗ hết, còn xây lại là xây tường đó. Thì trụ đây là gỗ căm xe, gỗ xưa ha. Đây là bên trong ngôi nhà là nguyên một cái những cái trụ. Trụ là gỗ căm xe anh chị nhé. Còn về phần cầu thang đây là gỗ hương. Toàn bộ không gian ngôi nhà được thiết kế mát, có ánh sáng trời. Đây trên lầu là nguyên cái dàn gỗ ha. Gỗ căm xe. Sàn được hoàn toàn là gỗ luôn các bạn ha. Còn đây là cái ban công. Ban công nhìn. Cái này nguyên cái gỗ gỗ căm xe. Mấy cái này cái cũ hồi xưa á, gỗ hồi xưa còn lại. Sau khi các bạn cùng với Thượng Dương tham quan cái ngôi nhà này, anh chị thấy thích hãy gọi cho Thượng Dương qua số điện thoại 0937 848 976. Vì chủ nhà này chuẩn bị định cư sang nước ngoài nên chủ nhà này bán với cái ngôi nhà rất là tâm huyết của chủ nhà. Với cái giá chủ nhà đưa ra là 2 tỷ 8, Thượng Dương chỉ bán đúng giá chủ nhà niêm yết, còn Thượng Dương chỉ lấy phí hoa hồng môi giới từ chủ nhà. Các bạn hãy inbox và gọi điện cho Thượng Dương nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngôi nhà tiếp theo. Xin chào.